Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Xin chào các bác, các chị. Thưa các bác, hiện tại cháu Lực lại tiếp tục là xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Đấy, là hôm nay thì có cả Mạnh cả Quyết đây này. Nào Mạnh, anh tay chào con các bà nào. Chào các ông các bà. Rồi, nào Quyết chào con các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi, hai anh em là vừa đi đâu về ấy? Hả? Mạnh đi học về à? Thế Mạnh là đi học về là cùng Quyết để về à hôm nay ấy? Có ăn kẹo không? Đây, chú cho này. Rồi, xin chú đây. Rồi, cái này thì là để cho ông này. Đấy, cái này thì một tí nữa sẽ cho em Quân với lại thêm là bạn Hiêm nữa. À, có quả gì đây? Chú ăn một quả nhá. Chú xin một quả nhá. Nhá. Chú ăn mà. Rồi, ăn kẹo đi nhá. Mời con có bà ăn kẹo đi. Mời ông bà ăn kẹo. Nào, chú bóc cho. Mời đi, mời con có bà ăn kẹo đi. Rồi, cho một tí. Đấy. Quyết là mở được đúng không? Dục. Như kiểu là mưa chuẩn bị đến hay sao rồi cô bác ạ? Đấy, hiện tại thì là ý còn hiện tại thì em Quân với lại bạn Nghiêm và đang cháu Quân xin mến chào tất cả các ông bà của chúng chị ạ. Cháu Nghiêm xin kính chào các bác ạ. Đấy, Nghiêm thì là hôm nay lại tiếp tục là đi xuống để mà hoàn thiện thêm nhà. Đây cho Quân đeo một cái mic đi. À. Còn kẹo này thì là một tí sẽ để cho Quân. À thôi, để nhường cho hai em nhá. Vâng. Rồi, đây, chú lại cho thêm một con nữa này. Rồi, đây. Rồi. Đây còn là một con nữa thì là thôi để cất đi. Chú cho chú xin quả này nhá. Nhá. Rồi. 1 2 3. Đây, cắt luôn, dao này cắt luôn. Để cắt, để cắt. Dao này phần long. Nào thì còn tận dụng làm việc khác. Mẹ ở video trước thì các bác cũng đã xem mấy anh em đi vác cắt rồi. Ở video này thì là mấy anh em sẽ hoàn thiện cái việc cái phần mà làm cái nền để mà đặt một cái tách nước ở đây cô bác ạ. Cái công việc mà đi trộn vứa như này thì chắc là cũng không có xa lạ gì với lại Nghiêm với lại Quân rồi nhờ. Vâng. Khá là quen thuộc. Khá là quen thuộc rồi. Đây chú cho này. Lấy dây không? Mười à? Lấy kẹo thôi à? Như một con chuột đấy. Cái xẻng đâu ông nhờ? Ở đây. Ôi, có một cái xẻo à. Một tí là chắc là phải lấy tấm ni lông về che đấy ông ạ. Đêm nay là sợ mưa to đấy. Cho thêm lần nữa ra bên này không nhỉ? Em thay anh tí. Quân hộ anh một lượt đi. Mày có biết hôm nay nhà mình làm gì không? Không biết à? Hả? Sao lại chơi cút cao cổ thế? Đấy. Có nhiều quả đấy nhỉ? Chú xin một quả nữa. Hả? Mưa chú xin thêm một quả nữa. Thì chú lấy kẹo cho. Đấy. Đâu lấy quả nào cho chú? Quả này à? Đây chú trả nhá. Không lấy đâu. Để đấy cho nhá.
nhà Quyết là có mận, thành ra là mỗi lần mà đi học về là đi qua nhà Quyết để hái mận xong mới xuống các bác ạ. Hiện tại thì là trời là có một chút là những cái giọt mưa xuống rồi các bác ạ. Và bây giờ tốc độ của mấy anh em sẽ phải là triển khai nhanh hơn. Bên nước vào. Cho nước chưa? Cho nước rồi anh. Cho vào đi. Được thế thôi. Được chưa? À, anh cứ để một tiếng. Thì ông lại lấy thêm nhá. Vâng. Cho mày ơi, lấy cái túi đây. Đi để ở trong cái nhà chú ấy mày. Cho nó ngấm một tí đã. Đây. Cái để trong nhà đi. Đi. Cái để trong nhà chú nhá, cầm cầm như này này. Đấy, cầm đi để nhá. Đấy, bây giờ là sai được với cô bác ạ, mạnh nhá. Ôi, chắc là anh em mình phải dầm mưa. Làm luôn đi nhỉ? À. Không để ấy nữa. Mưa rồi. Bây giờ có cái cây nào để mà để qua đây không? Chỗ này thì liệu có đủ cây này xem có đủ không? Bây giờ trộn xong đó anh. Tí nữa để cũng được một cây. Hả? Bây giờ trộn đó. Trộn đi. Tí nó trộn khó. Thì anh ướm đó. Vâng. Tầm đến đây thôi. Còn thiếu một tí nữa, một tí nữa tí mình lấy cái khác không ạ? Quân mở rộng ra đi Quân. Bây giờ trộn chưa? Cho nó vào một chỗ đó, trộn luôn. Bây giờ anh đảo ra bên kia nhé, em đảo ra bên này. Mưa to đấy. Đang chuẩn bị mưa rất là lớn rồi. Quân đi mà. Ô, hiện tại là mưa rồi đấy cô bác ạ. Mấy cái cuốc đảo đi, bây giờ đấy. Chắc phải cho bên trên cao hơn nhỉ. Một to đấy. Vậy ông lại khóc khát sớm mới khấn không? Ông ba đi kiếm một cái cây đi không? Kiếm thêm đi. Làm một đầu nó thấp hơn để nó chảy nước ra xuống đây nhiều hơn. Nếu mà đây nhiều xi để nó lên được không? Gà đi, chỗ này nhiều mà. Cái góc này thật nền nó chặt xuống. Ôi cái đấy không cần để đâu. Dễ à. Tao ơi, bộ kinh tốt không anh ạ? Bạn đâu phải hơi xì lè này, xì lè bên ạ. Cái đó thổi này. Vâng. Thằng nghe ra là hôm nay là phải chuẩn bị cái bay đấy nhờ. Vâng. Nhưng mà ít quá thì nhờ là cái tách thì là sẽ đặt ở phía... Tách thì sẽ đặt ở phía bên này được không ạ? À, xong mà thả cái vòi sang bên kia, sắn nước. Để mà ông giặt áo với lại rửa bát ở phía bên kia luôn.
Tấm bạt á? Ông ơi, ông phải xem mà có chỗ nào có tấm bạt được không? Lấy che chiến được không ạ? Mạnh ra bên kia Mạnh, trời mưa rồi. Hai anh niên này đi vào trong kia đi, đi vào trong kia đi. Đấy, cứ ngồi ở đây nhìn thôi, ướt hết rồi, không để ý nữa. Ủa, đây, này thấp hơn. Đấy, quên. Cái này thấp hơn tí rồi. Vâng. Đây. Gạt xong bên đấy. Có cây nào thẳng thẳng để gạt cũng được. Cái số này thì là anh em để cắt cũng khá là ít thôi các bác ạ. Nó sẽ rất là chắc chắn rồi. Để chạy hãy ở bên hóc bên tôi như mày. Dạ, bên đâu nữa. Tôi còn tốt sáng mà sẽ bình phẩu nhá. Sao ổ va cả thằng, ổ va mấy mà tôi ở phùng bù bù ra cái gì à? Càn thì tôi long. Kìa, nhớ mới đố mình nè. Đúng rồi, vì long có cả để tác đi. Từ, con chú có mình. Kìa có tấm tôn kìa. Thì đang bảo là bảo ông đi. Nặng lắm. Tấm tôn thì ông bảo nặng nhưng mà phải kiếm cây to. Một cây đúng không? Để mình cầm đi. Không để xí tuyên ra đây hai tấm là vừa rồi. Ngân cho cái này ngang ra đi xong rồi tấm tôn nó kia ra là vừa. Bởi vì lọc cao thôi. Rông có đây chứ, rông. Đấy, cái kinh hình. Xem là cái nào được thì tận dụng lại cái đấy. Nhỏ không? Anh lấy đá để trên luôn, để vào. Chúng đây để không cứ đi. Anh em rửa chân rửa tay đi, chú mưa đã, mưa quá rồi. Hay vừa làm xong thì là trời mưa lớn luôn các bác ạ, bây giờ ấy. Đầu tóc bị ướt rồi, bây giờ thì mấy thanh niên đang mấy anh em đang rửa tay rửa chân đó. Dẻo nó bụng lắm tốt mình. Không lo là mua cái nguồn nước là chị ơi, em chưa xuống được gửi tiền thì để ngày mai xuống em gửi tiền sau nha chị nhá. Hôm nay xuống em cũng không có cầm theo tiền mất rồi. Mọc căng kịp. May là ông nọ còn làm được cái số này để mà trú mưa đấy các bác. Chứ không là ở nhà dưới thì chắc là bây giờ đi vào trong thì cũng mưa nhiều lắm này. Đây, cô bác khi mà có mưa vào đấy, cô bác có thể nhìn thấy được rằng là cái ngôi nhà của ông là như thế nào cô bác nhá. Thế nào? Biết hết rồi. Bên tại thì vẫn còn mưa khá là nhỏ cho nên là những cái tấm phía bạc trên này nó vẫn còn là trụ được cô bác nhá. Nếu mà mưa lớn là những tấm bạc này là không có trụ được đâu. Nó bị động lại thành cái vũng rất là lớn nữa. Đấy, như trâu mọi cái thì khi mà mưa về thì cũng không có chỗ khác để mà trú mưa đâu. Cho nên là ông làm ở ra phía bên kia là một cái lán nho nhỏ để mà làm trú mưa nữa. Mưa quá. Mưa
Đến chiều chiều tối này mưa nhiều đấy không nhỉ? Vâng. 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 Mưa đến tối. Ê, hai ông... Hai ông cháu là bây giờ là buổi sáng ngủ dậy đấy không ạ? Là chịu khó gấp chăn treo như thế này nhá. Chứ đừng để lộn thuộm quá. Không à, gà nó lên đây không có cửa, gà nó vào đây là ỉa khắp ở ra giường luôn đấy. Đây chắc là để mấy hôm nữa sẽ mua tấm nệm để cho ông với lại Mạnh ngủ thì mới ngủ được các bác ạ. Bây giờ thì nếu mà mưa quá thì trốn vào đây để mà ở tạm thôi. Hôm nay thì cũng có thêm là em Quân nữa với lại Nghiêm nữa. Tiếp tục là xuống cháu Lực, tiếp tục là xuống hộ cháu Lực với lại hai ông cháu nữa các bác. Để ngày mai cháu Lực sẽ lấy cái tách lên. Tách thì hiện tại là cháu Lực cũng đã mua là để ở trên nhà rồi. Còn là về cái khoản này thì là được hai chị là Nguyệt Thúy là giúp đỡ làm mua tách này và mua xi để mà làm cái chỗ như rửa chân rửa tay các bác, với lại chỗ rửa bát giặt quần áo mọi cái này, chứ không là toàn để vào trên đất thôi. Thành ra là mỗi lần mưa về thì khi mà đi rửa chân rửa tay nó cũng dính hết vào chân tay rồi. Nghiêm thì thấy là xuống cái nhà của hai ông cháu thì đi bộ thì cái khoảng thời gian đấy đi bộ là tầm bao nhiêu phút không biết đâu. Chắc phải giờ tầm khoảng 30 phút thôi. Có khi là đi bộ tầm xuống đấy. Là cũng tầm đấy. Mấy anh em mình đi bộ khá là xa. Ở video trước thì bác Si xuống ấy. Cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh rằng là mong muốn là ông với lại Mạnh là lên trên đường lớn hay là đường bê tông để ở đấy. Đấy nhưng mà bây giờ là có thể là hai ông cháu là chưa có duyên. Chưa có duyên để mà ở trên. Đấy thì chưa thể mà tìm được đất. Thí dụ sau này là bây giờ được các bác ở trên kênh hỗ trợ cho hai ông cháu là có một ngôi nhà ở đây thì mong sao là khi mà Mạnh lớn lên đi học thì là ông đừng để cho Mạnh là ngừng cái việc học đấy, cho Mạnh cứ cố gắng là đi học. Có thể là sau này Mạnh sẽ tự lập sớm và đi ra ngoài là kiếm được nhiều tiền hơn, là có thể đi ra đó mua đất hay là làm nhà ở trên đấy. Bây giờ bảo là ông làm một cái nhà ở trên kia để mà mở một quán tạp hóa nhỏ nhỏ cho ông ấy. Quán tạp hóa thì là thường thường là ông lên trên chỗ điểm trường thì là người ta bán những gì không? Thì rồi bán kẹo, bán nước này. Bán kẹo với lại bán nước à? Chỉ toàn là học sinh mầm non là mua thôi nhỉ? Vâng. Bố mẹ đưa đi học. Xá ở gần quán nhiều lắm rồi. Qua đi xá hết rồi. Qua đi xá là mua đúng không? Xá là nó nhiều đồ hơn. Đấy, thành ra là cái việc mà để mà tạp hóa thì nó cũng không có tiện cả các bác ạ. À, chỗ đấy thì cháu Đức không phải là chê bai gì cả. Có thể là ông như việc tính toán của ông sẽ hơi chậm ấy. Thành ra là để mà làm mở quán này kia tạp hóa ấy là cũng rất là khó. Đấy, và những lúc mà ông đi xuống dưới phần ruộng của mình làm nữa. Bây giờ thì hầu như là hai ông cháu là sống nhờ vào cái phần ruộng với lại đất của hai ông cháu thôi. Nếu mà từ trên này đi bộ mà từ dưới này mà lên trên chỗ hôm nọ mà ông cháu mình xem đất thì phải tầm gần tiếng không nhỉ? Buổi sáng là ông là đưa Mạnh là đi học là từ 6 giờ 5 giờ đã đi rồi đúng không? Vâng. Giờ đi về đến nhà đó. Lúc 8 giờ 9 giờ về đến nhà. Thế là buổi sáng là đưa Mạnh đi học là 9 giờ là mới về, 8 giờ là về đến nhà. Vâng. Đi một cái khoảng thời gian mà cũng khá là xa các bác ạ. Rất là mong các bác sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực vì cái điều này của bác nhé. Và bây giờ thì mấy anh em sẽ phải trú mưa thêm một chút nữa để lúc nào mà tạnh mưa thì chắc chắn là mới đi về được rồi. Không biết là mưa như này thì ở trong nhà thì đã ướt chưa, cháu thử đi vào xem nào. Có cả mẹ của Quyết là ra đây trú mưa luôn này. Vừa rồi chị đi cắt cỏ về à chị? Đi cắt cỏ về. Nhà chị thì có vẻ là có mận nhiều nhỉ? Mỗi lần mà có ít thôi. Có ít à? Thấy là Quyết với lại Mạnh về là lúc nào? Túi của Mạnh này cũng có tầm độ 2 túi. Chưa chín mấy đâu. Có vẻ như là còn chưa có mưa, chưa có giọt được vào trong mấy các bác này. Lượng mưa thì cũng còn khá là nhỏ đấy. Đấy. Ở trong nhà thì nói thật với cô bác rằng là nhà của hai ông cháu thì có chuột rất là nhiều. Cho nên là nếu mà có thực phẩm gì ấy thì phải treo lên như này. Chuột thì mới không có vào được. Nó bò từ trên này xuống thì nó không thể là cắn vào trong được. Phần là phía bên này thì hôm nọ là cháu Lực cũng mua cái bạt đấy thì ông cũng đã bỏ hết cái phần rơm đi rồi.
Ở trong nhà thì cũng có một cái bóng điện như này thì sẽ sáng tốt hơn cô bác. Ở trong, ở ngoài thì cũng có sẽ có một cái bóng điện năng lượng mặt trời nữa cô bác nhá. Căn nhà thì khá là thấp, khá là hẹp. Trong này thì có bị dột vào trong này không hả ông? Thế đằng sau? Lô này ngắn quá luôn, không còn lên trên bây giờ nó mưa nó chảy xuống. Biết bạt che. Thế là phải lấy bạt để che rồi. Chưa kia còn hai tấm này, ông dùng hai tấm nó đậy vào. Chỗ này là phải ba tấm không nhỉ? Ba tấm thì mới ra đến kia được. Nó làm dày lên kia một tí. Ông không lấy trâu đi buộc khác không? Anh ngồi nhỏ thì nó lại cũng đấy, nó đi là chụp cút cái cút này đứt hết rồi. Bây giờ mà buộc ở trong nhà là tí nó mà nó hang lên là nó kéo là đổ luôn nhà đấy nhỉ? Nhưng mà lúc đẩy cái chung là nó đi xuống đi. Khỏe đấy nhỉ? Còn bây giờ gì à? Em khắp mua nên đi tiệt này. Trong này có thuốc nhá, để cho khác. Đi ra đi ra đi ra. Ông ơi nhấc ra bên kia đi ông. Hết bị đau để... Cô chỉ muốn leo ra 5 phút nữa thì là đừng ngọt phần bắt nó phần phê bao. Như tin lắng á đàn cấp phai ngu hầu mà tê tao xuống ván mà. Và 5 phút nữa thì phần phê lê chú. Đây của bác vừa rồi thì là trời mưa quá các bác ạ, thành ra là phải dùng những cái tấm này để mà đậy. Đây là đậy thì chắc là đến mai để cho nó khô luôn không ạ? Đây thì nó tìm nó lấy giờ. Vâng. Đây thì là mình để cắt ít thì nó cũng rất là chắc chắn rồi không ạ? Mày có biết chỗ này làm gì không? Không biết à? Mai chú lấy cái tách xuống đi mày biết nhá. Đi nhá. Đừng có trèo lên trên này nhá, mày nữa đi. Mai để cho nó cứng mới được mới thuộc trèo đây nhá. Mai chúng ta xem có gió vít chân của mình ở đây là chặt chân đấy nha. Thấy chưa? Hả? Ở đây nào. Mày nói chuyện một chút. Nói chuyện một chút. Mạnh đi học thì có ngoan không? Hả? Hả? Đều có ngoan không? Ôi tay làm sao này, xem nào, chú xem nào. Bị làm sao đây? Đây bị bỏng không? Bị bỏng đấy. Không nào nghịch ở đâu ấy Mạnh hả? Thôi chú nghe đây nào. Nghịch ở đâu? Khắc sầu dâu à? Khắc sầu dâu á? Dâu thì mưa nó bay về. Thế là khắc nấu cơm là sầu dâu là bớ mây bay vào đây à? Anh năm nay mới có 5 tuổi thôi là cũng tập tành là nấu cơm rồi các bác. Anh nhưng không may là bị bỏng vào đây này. Sang năm sau, cầm thêm 1-2 năm nữa thì là Mạnh mới nấu được cơm không ạ? Bây giờ thì cũng còn khá là nhỏ. Nếu mà như Mạnh mà theo đúng lứa tuổi đó là bây giờ là phải lớn hơn rồi các bác. Đấy, nhưng mà cũng một phần là sao ăn mưa nó bay rồi cũng một phần Mạnh thì nếu mà theo lứa tuổi thì là phải lớn hơn rồi. Đấy, nhưng mà cũng một phần là do là về cái chất dinh dưỡng này kia là ăn nó không có đầy đủ. Ông không ăn kẹo nữa à? Kẹo này để dành lại cho ai? Cho Mạnh á. Ông cứ ăn một con đi. Mạnh là ăn nhiều con rồi. Đấy, ông thì có một cái miếng bánh thôi cũng không có nỡ lòng nào mà ăn cô bác ạ, để lại cho em Mạnh là để sáng mai ông cứ ăn đi, để mai cháu xuống thì cháu lại đưa cho Mạnh nhá. Đấy, nói là ông cứ ăn đi nhưng mà ông chắc chắn là sẽ không có ăn đâu cả cô bác ạ. Cái bao này thì tận dụng lại, ví dụ như hôm nay mình đi vác cát này không ạ, mấy cái bao này toàn cát thì phơi đi không, không là may là hôm nay là đi xuống có thêm là phần sự trợ giúp của em Quân với lại bạn Nghiêm nữa để mà nỗ lực là hoàn thiện cho hai ông cháu là xong cái phần để mà tách nước được các bác. Cũng đáng nghe ra là hôm nay cháu được là định vác cái tách xuống luôn rồi.
Đấy, nhưng mà sợ rằng là khi mà cháu được đem xuống đây không có để nước vào ấy, thì sẽ bị mất. Thành ra là cháu được cũng không có đem ra vội được. Để sáng ngày mai thì cháu được xuống là cháu được sẽ đem cho ông sau. Mai là chắc là phải mua thêm cả cái vòi, cái khóa nữa không ạ? Ông để chỗ này nhiều quá thì sợ là nó sập không? Đây là chắc là ông chỉ làm này gọi là tạm bợ thôi nhỉ, không làm mà chắc chắn được. Tôi mong rằng là thời gian tới thì nếu mà như được sự yêu quý của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu nhiều thì sẽ có một ngôi nhà đẹp đẽ, ngôi nhà ấm áp che nắng che mưa cho hai ông cháu ở đây. Đó là không mong sao là sẽ giúp đỡ cho hai ông cháu là có một cái cơ ngơi ở chỗ này thật lớn, chỉ mong sao là giúp cho hai ông cháu là có cái ngăn nhà là được rồi. Điều đấy là rất là tuyệt vời đối với lại hai ông cháu được không bác? Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây, bây giờ thì bạn Nghiêm với lại em Quân thì sẽ ở trên này là ngơi một chút cô bác. Cháu Lực với lại ông sẽ ra bên kia để mà lấy một chút cái cây để rau lợn. Ôi rồi. Đây, cho đeo cho một cái đó. Đi tận đâu không? Sao không? Bên kia. Bên kia à? Ông đi trước cháu đi. Nó có bầu. Cây là cây gì đây ông? Cây có bầu ấy. Cây có bầu à? Lấy mà cây tí thì trồng. Cái này em hả nổ. Cái này là ông để đây để đi trồng à? Xin nó mắc cây thì trồng. Ở đây thì nếu mà cái đường ô tô của bác là nằm ở tít ở trên trên đầu đường bên kia kìa. Cái chỗ mà như kiểu có cái sương mù mù có chút đấy. Đúng rồi. Cái ống nhựa là ống nhựa của nhà ai đây ông? Nhà ông chú nó lấy nước về đủ đi. Lấy nước đủ ruộng bên kia à? Cái của mình mà họ lấy đi thì bây giờ cái nguồn này á? Ừ. Cái nguồn này là người ta cũng mua à? Vâng. Cái tít trên dưới này. Hôm nay chắc là xa hơn đấy không nhỉ? Xa đấy. Ui, như kiểu là hôm nọ ai đốt đây bị cháy rừng đấy không? Chủ nó khắc đốt. Chủ khắc đốt à? Vâng. Thần bác cây sự con dân. À. Cái nguồn này. Ngọn chuối này đi. Cái đoạn chuối này á? Ừ. Cả cái này nữa không? Vâng, cái này thôi. Cái này nó không cho thôi. À, cái đấy là không cho à? Thế là cho với cái này à? Ừ. Thế có một tí thôi nhỉ? Đây, cho bác cho. Cái mùa này thì
cỏ mọc khá là nhiều đấy ông nhỉ, cùng mùa này ấy. Mùa này có nhiều lắm. Này cũng không có chỗ ăn không kịp ấy. Vâng. Này châu nó ăn thử. À. Mùa này thì là nếu mà nuôi trâu, nuôi bò hay là nuôi dê thì thoải mái cỏ luôn. Vâng. Cỏ là mùa này là nó mọc rất là nhiều ấy. Hầu như là nhà của ông ấy các bác, chỉ có mỗi là nhà của em Quyết ở trên này này, là hàng xóm gần nhà ông thôi. Nó đấy, nhìn từ xa thì ngôi nhà ông là nhìn trong rất là xộc xệch luôn các bác ạ. Cứ mưa một trận thôi là nhìn cảm giác như là sắp đổ đến nơi rồi. Chị đi về rồi à? Đi về rồi. Vâng. Bố bị đấm cháu. Bố hôm nay lúc đó nay nó tao bị đấm. Chắc tọc. Ông định... Tuấn bị lại chứ mà. Ông định trồng ở đâu? Biết trồng ở đâu à? Bố đấm ra, lâu đấm cái gì? Vâng chị ạ. Ui. Nhọc nhòm đó. Ủa sẵn bất tạo ra cái thủng không? Cái bóng đèn ở trên này thì có bị sao không? Có sáng không? Ban đêm sáng mà. Ban đêm sáng à? Sáu giờ đi nó mới sáng. Sáu giờ đi nó bắt đầu sáng à? Cái bóng đèn này thì nó là ở ngoài trời đấy các bác. Là không có bị vấn đề gì cả. Nếu mà như... nó bị vấn đề gì thì mình có thể là đem để mà mình đổi trả luôn được. Phần hiên này thì cũng khá là thấp thôi. Chỗ này mày có mày đi đâu rồi? Mày ơi. Đi cái gì đấy? Ăn cơm à? Ồ, mày ăn cơm rồi. Đây. Thanh niên này là ăn cơm là không có đúng bữa đâu các bác ạ. Cứ đói giờ nào là ăn ra giờ đấy thôi. Về ăn cơm ấy. À. Mày Quyết à? Ăn cơm không luôn này các bác này. Quyết ăn cơm à? Ừ. Đói à? Anh mời con có bàn cơm nào. Con mời con có bàn cơm. Con mời con có bàn cơm. Rồi nào đến lượt Mạnh nào. Con mời con có bàn cơm. Rồi ăn cơm với gì đấy? Hả? Ăn cơm không luôn các bác ạ. Đi học về là đói rồi. À có. Cái này là gì đây? Thịt à? Hả? Duy nhất là có một cái miếng thịt thôi các bác ạ. Quyết có thịt không? Có. Có thịt à? À. Đấy còn à. Bật cái bóng điện nó sáng sáng một tí nào. Đấy. Bật này ăn cơm ấy. À cái chai xì dầu này thì là cũng hết rồi. Hôm nọ là bán tạm. Bà bác Thảo Đỗ là gửi cho là hai cái các bác ạ. Mì tôm hết chưa? Mì tôm cũng hết rồi à? Rồi. Đói giờ nào là ăn giờ đấy đâu các bác. Với lại là vừa đi học về nữa. Hôm nọ thì là mua. Hôm nọ là mua cạp cho lại Quyết với lại Mạnh này. Đi học thì chỉ có một cái quần đi theo thôi. Nhà. Đâu, còn thịt không hết rồi. Hết thịt rồi. Nhà Mạnh thì cũng hay đi nhà Quyết là ăn cơm cô bác ạ. Hôm qua thì cũng được là hôm qua thì cũng được là bà Mai Phong là mua gạo cho hai ông cháu. Ăn hết chưa? Hả?
No chưa? Đấy, súng xiếc này. Súng này thì là chắc là hết pin rồi cô bác ạ. Đấy. Đấy, quyết vào đây. Mày vào đây. Đấy, trong lúc mà cháu Lực với lại ông đi lấy rau lợn đấy cô bác, thì ở phía bên này là em Quân với lại bạn Nghiêm là cào đất đây thêm một chút nữa. Úi ôi. Mạnh là bị té luôn quá. Đấy, đào đây thêm một chút. Chỗ này thì là ngày mai sẽ để tách cho hai ông cháu là ở phần phía bên này. Xong là xả cái vòi nó ra bên kia. Đấy, thế là công việc hôm nay của mấy anh em mình là xong rồi đấy nhờ. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy và cảm ơn bạn Nghiêm với lại em Quân đã đồng hành và giúp đỡ cháu Lực về cái quả mà làm cái phần nền cho hai ông cháu để mà đặt vào cái tách ở phần phía bên này. Và hai anh em số hộ thì hôm nay là không có công cán gì đâu nhá. Đấy, tối tí lên nhà là anh em mình nấu bữa cơm ăn cơm thôi. Yeah. Đấy, còn nếu mà tiền công thì là lại không có đủ để mà mua tách nữa. Ở đây thì cái vật liệu đấy cô bác cũng chỉ là mua một bao xi thôi. Ngày mai thì chắc là lấy tách xuống là phải mua thêm là cái ống nối. Ở trên này thì chắc là làm một cái ống chữ T ở đây nhỉ. Lúc nào mà ông nấu cơm ở dưới thì có thể là đấy xả đi xuống dưới nữa. Và cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thước phim này thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Hay, Mạnh khoanh tay chào con các bà nhá. Chào tạm biệt con các bà. Rồi. Đấy, ông. Xin chào các bác các chị nhá. Cháu Quân chào tạm biệt của ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Nhâm xin chào tạm biệt các bác. Đấy, còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.